Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Sa Đéc tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đợt ra quân lần này sẽ tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp tại địa bàn cơ sở, trấn áp mạnh với tội phạm có tổ chức, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật, ma túy, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng cường rà soát, quản lý, giáo dục các đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn và tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Sau buổi lễ, Công an thành phố đã diễu hành trên các tuyến đường chính trên địa bàn, kết hợp phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.